cao võ, cao sản vô ngược, hoành đoạn cùng thời đại thiên tài, nhanh tiết tấu sản văn, thế giới quan hùng vĩ, tần nguyên xuyên việt đến cao vũ thế giới, nơi này người lấy võ vi tôn, đây là một cái dị thú xâm lấn, cường giả xưng bá thời đại. Tần nguyên thức tỉnh, mộng cảnh giết địch, hệ thống, chỉ cần ở trong mộng giết chết đối phương, khí huyết giá trị liền có thể gia tăng, mộng cảnh thu được hết thảy có thể trăm phần trăm phản hồi đến hiện thực. Vì thế tần nguyên ở trong mộng không ngừng giết địch, cùng tu luyện đỉnh cấp công pháp bỗng nhiên quay đầu, hắn đã đứng ở võ đạo đỉnh phong, bất kỳ dị thú, bất kỳ thiên kiêu con trai, ở trước mặt hắn, một quyền đều chống không được. Chương một Kim thủ chỉ, trong mộng tu luyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Võ giả cấp 1, nhị giai thực lực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Muốn cướp của, ta để các ngươi đi rồi sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Đại tự tại lấy hơi phát. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Võ đạo tân tinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6 đánh cực nhì giai gì thú huyết bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 7 thật đơn giản một cái tác bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 8 phối trí đoán cốt sinh cơ canh bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 9 Đường chủ tề mộng đình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Dục tốc bất đạt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét